Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có gần như là tất cả những cái con điện thoại LG mà nó không có cái chip DC nhé. Thì đây là cái con Velvet 1 này. Đó, Velvet 1 này. Và cái con Velvet 2 Pro. Đó, con Velvet 2 Pro này cũng không có chip DC nhé. Và cũng không có cái jack 3.5 luôn. Đó. Và cái con một con nữa là con Win. Con Win này thì cũng không có jack 3.5 và cũng không có DC luôn. Thì anh em chơi LG, em nghĩ là một phần cũng vì cái chip DC trên LG, vì nó cho cái chất lượng thanh khá là tốt. Tuy là không thể bằng những cái máy chuyên nghiệp được nhưng mà anh em đánh giá cũng rất là ngon. Thì ở những cái máy LG gần đây ấy, thì nó không có chip DC thì nhiều anh em là thấy hơi chùn bước, nhưng mà em nghĩ là không có chip DC thì chúng ta sẽ khắc phục bằng một số cách như sau. Thứ nhất là chúng ta mua một cái sợi chuyển đổi từ C này, từ C sang 3.5, mà cái sợi đấy trong trong cái sợi đấy nó có sẵn tích hợp cái chip DC riêng. Ví dụ của mấy con đắt tiền thì càng, có nghĩa là càng đắt tiền thì càng ngon. Thì ở trên tay em đây ấy, đang là có mấy cái dạng như thế nhưng mà nó rất là rẻ tiền thôi. Thì đây là của cái hãng này này, Ali này. Đó, thì sẵn tiện em cũng có rất nhiều cái jack kiểu như thế. Thì đây là một cái jack của C sang 3.5 của Apple nhé, chính hãng luôn. Còn cái này là cũng như thế nhưng mà hàng rẻ tiền, hàng trôi nổi thôi, không rõ thương hiệu luôn. Và một cái rất là ngon nữa đây, thì cái sợi này ấy, là cái sợi chính hãng của LG luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy logo của LG này. Đấy, đây là cái sợi chính hãng của LG luôn nhé. Đó, thì cái sợi này nó là cái sợi theo máy của con Velvet Pro 2 đây, Velvet 2 Pro đây. Thì em đã test tất cả những sợi này rồi, test với tất cả những cái máy này luôn. Thì tại vì cái này nó là cái nghe bằng tai nghe cho nên là em không thể show cho các bác biết được. Thì em sẽ nói lại cái cảm giác, cảm nhận của em thôi. Thì em nghe bằng nó bằng cái sợi tai nghe này đây, tai nghe em tự làm thôi. Thì cái tai nghe này anh em đánh giá cũng rất là ok. Thì em chỉ nghe bằng một cái sợi này, sợi này thôi. Tại vì bây giờ em không có cái tai in-ear ở đây nên em không đánh giá được, nhưng mà em nghe bằng cái tai của em. Thì cái tai của em nó cũng thuộc dạng cũng ổn. Thì khi mà nghe cùng một cái tai này, em sẽ đánh giá cho các bác biết được là những cái sợi này nó có khác nhau không. Thì trước tiên ấy, là cái sợi trôi nổi trên thị trường này ấy, đó, thì nghe âm thanh nó ở mức bình thường, ở mức bình thường nhé. Nó cũng có mic nhưng mà ở mức bình thường thôi. Đấy, còn tiếp theo ấy, em nghe bằng cái sợi của Apple này này, cắm vào LG mình vẫn nhận nhé, vẫn nhận bình thường nhưng mà âm thanh nó ra nhỏ hơn một chút. Đấy, còn chất lượng thì cũng 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 bình thường thôi. Đấy, đấy là còn tiếp theo ấy, là một cái sợi chính hãng của LG đây. Đấy, sợi chính hãng của LG nhá, thì cho chất lượng ra âm thanh ngon hơn hai cái này, ngon hơn hai cái trước em đã nói rồi đấy. Âm thanh ngon hơn, có mic và em thấy là âm thanh khá là ổn. Đấy, tiếp theo là hai cái dạng gọi là mod đi. Thì hai cái này của cùng một thương hiệu nhé. Bác nào thích cho link, thích link thì em cho. Thì hai cái này nó giá nó tầm khoảng 150 thôi, 150 tầm đấy thôi. Thì cái này này, cái củ từ cũng từ C sang 3.5 như này này, nó có tích hợp cái con chip DC trong này nhé. Thì cái này nó gọn nhẹ hơn nhưng mà cái con này thì nó lại không có mic. Đấy, còn con này cũng cùng một hãng luôn mà con này lại có mic. Đấy, còn chất lượng âm thanh giữa hai con này thì là nó xem xem nhau và nó hơn tất cả, nó hơn tất cả ba con này luôn, nó hơn tất cả mấy cái thứ này luôn nhé. Đấy, nó hơn tất cả mấy thứ này luôn. Đấy, tại vì sao các biết không? Tại vì cái hai cái cọng em mua riêng này này thì nó có tích hợp chip DC và nó cho cái chất lượng âm thanh tốt hơn. Đấy, tốt hơn là một và em cảm giác là nó hay hơn. Đấy, thực sự là như thế, có thể cảm nhận gần như rõ rệt đấy. Tuy nhiên thì cái mức giá của con này nó cũng chỉ là tầm khoảng 150 thôi cho nên là nó không thể là quá xuất sắc được.
Thì cái đấy thì các bác cũng thừa hiểu. Thì các bác nào mà dùng những con LG mà nó không có chip DC, hoặc như dùng những con điện thoại khác cũng thế thôi, nó không có chip DC mà cổng C, thì các bác nên mua những cái cổng mà chuyển như này mà nó có tích hợp chip DC nhé, thì nó sẽ cho âm thanh nó hay hơn rất là nhiều luôn. Chỉ với mức giá rẻ như này em đã thấy nó cho chất lượng âm thanh hay hơn rồi. Thì nếu như các bác là mua mấy con em nhớ là DSC gì đấy, em không nhớ chính xác cái thương hiệu của nó, nhưng mà mấy con mà tầm 1 2 triệu ấy, một triệu rưỡi mấy ấy, thì những con đấy em nghĩ chắc chắn nó sẽ ngon vượt bậc rồi. Còn hai con này em mua hai con này thì để test thử thôi. Thì con này em thấy hai con này đều chất âm nó cho xem xem nhau và nó hay hơn hẳn mấy con kia luôn. Đấy thì cho nên là những bác nào mà dùng LG mà không có chip DC thì cũng không không quá lo lắng đâu nhé. Thì nó mình vẫn có những cái cách để mà mình khắc phục. Tuy nhiên ấy, thì những cái mua những cái cổng cổng chuyển đổi như này nó có hay hơn được cái chip DC của LG không ấy, thì em vẫn nghe bằng cái tai nghe này nhé, và dùng hai cái cổng rẻ tiền này thôi, thì nó không hay bằng cái chip DAC của con G8 này đâu. Em đang test với con G8 này nhé, còn những con khác thì em nghĩ cũng thế thôi. Thì dùng cái cổng này nó vẫn không thể hay bằng cái chip DAC gốc của cái máy LG của mình đấy. Tuy nhiên thì em chưa có cái cổng chuyển đổi đắt tiền hơn thì em chưa rõ, nhưng mà với những cái cổng mà tầm giá rẻ rẻ như này thì không thể ăn nổi cái chip DAC của máy đâu nhé, của LG đâu đấy. Cho nên là cái chip DAC của LG nó vẫn có một cái giá trị rất là lớn đấy. Còn nếu như các bác nào có điều kiện thì đầu tư một cái dắt chuyển nó đắt tiền hơn, nó ngon hơn ấy, thì em nghĩ là nó chắc chắn nó sẽ ngon hơn cái này đấy. Rồi ok, thì đấy là cái chia sẻ của em về cái việc mà dùng mấy con LG mà không có cái chip DC. Đó là một hạn chế rất lớn của LG nhà mình. Tuy nhiên thì em cũng không hiểu tại sao mà LG lại làm thế. Cho dù là các bác nhìn thấy này, con Velvet nhé, con Velvet 1 có cổng 3.5 nhưng mà lại không làm chip DC, quá buồn luôn đấy. Con Velvet 2 Pro, cái khung máy các thứ còn thừa rất nhiều lỗ chỗ để mà có thể làm được cái jack 3.5 mà không làm, hơi bị buồn. Đặc biệt là con Wing đấy các bác này, đặc biệt con Wing dày vô đối luôn, con Wing dày vô đối luôn các bạn, quá thừa chỗ để mà làm được cái cổng 3.5 nhưng mà không làm. Thì em cũng không hiểu được là cái chiến lược của LG để làm gì. Hình như họ không quan tâm đến người dùng đang dùng cái điện thoại của mình vì cái mục đích gì hay sao ấy. Cho nên là LG hẹo cũng cũng có lý của nó các bạn. Rồi, ok, đấy là cái chia sẻ của em nhé. Chào các bác.